32. Anh thật quá đáng. Cả tối qua không nghe điện thoại của em, cả sáng nay là không thấy người đâu. Em tưởng anh cố ý trốn không muốn gặp em, chuẩn bị không cần em nữa. Đường Đường, tối qua xảy ra chuyện đó, anh thực sự rất giận bố mẹ anh. Anh lúc đó muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Nhưng mà vừa nghĩ đến em nhất định sẽ vì chuyện này mà buồn cả đêm, cho nên anh đã lập tức giật dậy, quyết định dùng hành động để bù đắp. Thật sao? Vậy sao anh không gọi cho em? Anh đang chuẩn bị một số việc. Tóm lại em hãy nhớ, em là bạn gái của Trình Siêu Quần, tuyệt đối sẽ không bị người khác tùy tiện bắt nạt, biết chưa? Đi thôi. Đi đâu vậy? Mau đi thôi. Đi đâu vậy anh? Cảm ơn mọi người tối qua đã giúp, đúng là hả lòng hả dạ. Thời khắc then chốt đúng thật là thú vị. Nào qua kia ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi. Nói trước hôm nay chi phí spa của mọi người cứ tính hết cho tôi. Cái chiều tối qua của chị đúng là để chúng tôi mở mang tầm mắt. Cái gì gọi là chết đuối vì nước bọt, đó cũng là do mọi người diễn xuất tốt. Tôi nói với cô, đều lấy được giải Oscar rồi đấy. Như này thì quá khoa trương rồi. Không khoa trương thì sao đạt được hiệu quả? Em cứ phối hợp theo như anh nói đi. Chị Trình Anh, chị xem kìa, đó không phải Siêu Quần nhà chị sao? Tạm biệt. Đợi đã. Trình phu nhân, vừa rồi vị tiên sinh đó bảo tôi đưa hóa đơn cho bà, nói bà sẽ thanh toán cho con trai và con dâu. Thanh toán cái gì mà thanh toán? Thanh toán cái gì? Sư Quần, chúng ta phách lối như vậy, bên chỗ mẹ anh phải làm sao? Bên chỗ mẹ anh, em không cần phải lo. Từ nhỏ đến lớn bà đều nghe anh. Chỉ có lần này bà có lẽ nhất thời không chấp nhận được thôi. Hôm đó để cho em phải chịu ấm ức. Có điều bây giờ anh đã thay em lấy lại công bằng rồi. Sau này em không cần lo nữa. Anh thật sự rất yêu em. Từ nay về sau, anh sẽ không để em phải chịu một chút ấm ức nào nữa. Thơm quá. Em thử đi, cẩn thận bỏng đó. Đây là canh gà bụng cá hoa cúc đúng không? Không sai, đây là phiên bản mới nhất mà anh sửa đổi. Đúng rồi, không phải ông nói đến nông trại gà của Sơn Thủy nuôi gà hoa cúc táo đỏ đến để ác vị thuốc bắc hay sao? Không sai, có điều cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Nếu như đợi Sơn Thủy nuôi dưỡng ra, sợ là không kịp nữa. Cho nên trong canh gà của anh có thêm vũ khí bí mật vào. Vũ khí bí mật hả? Thêm gia vị bí mật này vào, anh có thể giải quyết được vị nặng của thuốc bắc này. Hơn nữa có thể làm màu sắc của canh nhìn trong hơn, mùi vị ngon hơn, không bị ngấy. Thần kỳ như vậy sao? Rốt cuộc anh đã thêm cái gì vào? Em uống thử đi đã. Rất ngon. Vị của bong bóng cá với canh gà chạy vòng vòng trong miệng.
chạy vòng vòng trong miệng luôn. Nhưng dư vị lại có cảm giác chua chua ngọt ngọt, rất đặc biệt. Đoán được chưa? Em biết rồi. Là quả cam. Không sai, chính là quả cam. Cam có mùi thơm rất dễ chịu, mà vị chua ngọt của nó cũng rất ngon miệng, lại có hiệu quả kích thích ăn uống. Hơn nữa, vị chua ngọt của cam vừa hay có thể điều hòa mùi vị của thuốc bắc này. Giống dĩ cam có rất nhiều vitamin, còn có cả chất xơ. Em biết tuy rằng cam có rất nhiều tác dụng, nhưng làm sao anh có thể đảm bảo được mùi vị nguyên chất của cam không át mất mùi vị của canh gà? Đây chính là điểm khó mà anh làm món này. Anh muốn làm mùi vị của canh gà thơm ngon vừa miệng, lại không có mùi thuốc bắc, lại phải hòa hợp với mùi vị của quả cam, còn phải có dư vị chua ngọt. Cho nên phải nắm bắt được tỷ lệ của cam và thuốc bắc. Cho nên tỷ lệ này anh đã biết rõ rồi. Thật ra anh đã thử rất nhiều lần. Vừa rồi cho em thử chính là hiệu quả mà anh hài lòng nhất. Hèn gì ngon như vậy, em không những uống được vị của canh gà bong bóng cá, mà còn có vị thơm ngọt của hoa quả. Vị rất phong phú, lại có rất nhiều tầng biến hóa, cực kỳ ngon. Em tin là sau lần sửa đổi này, canh gà bong bóng cá hoa cúc nhất định có thể mở cờ chiến thắng. Thật sao? Có sự cổ vũ của em, anh càng tự tin hơn. Em tin vào thực lực của anh, càng tin vào con mắt của em. Anh muốn em thưởng gì cho anh đây? Anh vẫn nhớ em nói với anh, mỗi lần em không vui sẽ đến chỗ bờ hồ ngay sân Sơn Thủy thét lên. Đúng vậy, mỗi lần áp lực lớn và không vui phải tìm một cách nào đó để giải tỏa, như vậy áp lực sẽ không còn nữa. Đúng vậy, chỗ này chính là chỗ để anh giải tỏa áp lực. Chỗ này, mỗi lần anh không vui, anh đều sẽ ngồi ở đây, sau đó ngắm trăng. Anh thấy mặt trăng có một loại ma lực rất thần kỳ, có thể làm anh bình tĩnh lại rất nhanh. Hôm nay phần thưởng mà anh muốn là em ngồi đây ngắm trăng cùng với anh. Được thôi, mặt trăng đẹp như vậy, hơn nữa có ngắm thế nào cũng không thấy đủ. Nhìn sự biến hóa u ám tròn méo của mặt trăng, anh đều sẽ nhắc bản thân, cho dù có gặp chuyện gì khó khăn, anh đều phải giống như mặt trăng, bình tĩnh chờ đợi, bình tĩnh đối diện. Anh tin sẽ có một ngày mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp. Mới có mấy ngày không gặp mà cậu lại bị thương rồi. Sao vậy? Phó Tổng Tăng, anh đừng nhắc nữa. Anh cũng biết tính khí của sếp tôi mà. Điền Tổng cũng thiệt tình, nóng tính thì ném đồ đạc là được rồi, sao lại còn giận cá chém thớt, động tay với thuộc hạ? Đúng là không xem người ta là con người mà. Anh đừng thấy ông ta đối với người ngoài rất hào phóng, nhưng đối với thuộc hạ thì keo kiệt muốn chết. Thêm một đồng giống như lấy mất mạng của ông ta vậy. Điền Tổng đối với người ngoài hào phóng cũng là vì lợi dụng người ta thôi. Ông ta đúng là một tên ác bá. Nếu như ông ta mà đối tốt với cậu thì cậu phải cẩn thận.
Ông ta mà tiêu một đồng trên người cậu thì muốn lấy từ trên người cậu 10 đồng về. Vẫn là phó tổng đàn hiểu nỗi khổ của tôi. Nếu như không phải Điền Tại Thiên cay nghiệt, xem trọng tiền tài, con gái ruột của ông ta sẽ giúp người ngoài đối phó ông ta hay không? Vậy cũng đúng. Phó tổng à, nhưng người có lỗi với ông ta là con gái bảo bối của ông ta, có liên quan gì đến Hướng Đông tôi? Ông ta dựa vào đâu mà lấy tôi ra chút giận? Được rồi, không nhắc đến ông ta nữa. Chúng ta uống rượu đi. Hôm nay chúng ta không say không về, không quan tâm đến Điền Tại Thiên nữa. Nào. Hướng Đông, anh kính cậu một ly. Rót vào đi. Nào. Nào. Uống. Sảng khoái. Hướng Đông, uống tiếp đi. Hướng Đông, anh còn có một chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Phó tổng có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Hướng Đông tôi nhất định sẽ giúp. Anh đưa tiền cho tôi làm gì? Tôi đã biết Điền tổng đối xử hạ khắc với các cậu như vậy, chắc hẳn người anh em kinh tế cũng eo hẹp. Số tiền này coi như tôi không nhìn được, nên đưa cho cậu thôi. Phó tổng à, Hướng Đông tôi đây yêu tiền, nhưng tôi không công sẽ không hưởng lộc. Đây không phải là giận miễn phí. Tôi đích thực có chuyện muốn nhờ cậu giúp đây. Có chuyện gì anh cứ nói, Hướng Đông tôi sẽ giúp anh. Là thế này, cậu báo cho tôi nhất cử nhất động mỗi ngày của Điền Tại Thiên. Anh bảo tôi giám sát Điền Tại Thiên. Không, tuyệt đối không được. Nếu như để Điền Tại Thiên biết được tôi giúp anh giám sát ông ta, vậy tôi không sống tiếp được đâu. Hướng Đông à, chuyện này tôi không nói, cậu không nói, Điền Tại Thiên làm sao mà biết được? Chuyện này tôi cũng là bị ép thôi. Cậu nghĩ xem, tôi không dễ dàng gì mới lấy được sự tin tưởng từ bố tôi lên làm phó tổng của công ty. Nhưng mà không ngờ rằng Điền tổng bây giờ lại gây ra chuyện lớn như vậy. Nhớ đâu người đó lấy quan hệ trước đây của tôi và Điền tổng đi sinh sự đặt điều. Cậu nói xem cũng đúng. Nếu như anh vì Điền Tại Thiên mà bị liên lụy thì đúng là không đáng. Cho nên cái này cậu cứ yên tâm đi theo tôi. Cho dù Điền Tại Thiên có biết không chứa chấp cậu nữa, không phải vẫn còn tôi che chở cho cậu hay sao? Được, vậy người anh em đồng ý với anh. Nào. Uống tiếp đi. Nào uống đi. Nào. Đưa em đến ngoài thôn, có vài câu cần bàn giao. Im miệng. Vừa đi chim chuột với con hồ ly tinh nào. Ông cũng biết đường về nhà sao? Tằng thông minh, tôi nói cho ông biết, lần này ông đừng nghĩ nhà họ Trình sẽ ra mặt giúp ông giải quyết. Chuyện to nhỏ gì ông tự mình giải quyết hết đi. Cái gì mà to với nhỏ? Con giả vờ, con giả vờ, giả vờ thêm nữa đi. Kết quả xét nghiệm DNA của bệnh viện gửi đến tận nhà rồi. Tuy rằng trên này là bí danh, nhưng người nhận rõ ràng là viết tên của ông Tằng Thông Minh.
Không phải ông chim chuột bên ngoài với con hồ ly tinh nào có con riêng còn là gì nữa? Nói đi. Chết rồi. Đường Chính đúng thật là con ruột của Trình Thực. Xong rồi, xong rồi. Địa vị không giữ được rồi. Sơn Đường Quả này đúng thật phải theo họ Đường rồi. Ông đúng là đồ không có lương tâm. Ông xứng đáng với tôi sao? Tôi đánh chết ông. Tôi đánh. Không phải đâu, tôi đánh chết ông. Không phải như vậy đâu, không phải như vậy mà. Tôi đánh chết ông. Ông nói đi, con hồ ly tinh đó là ai? Chị không như bà nghĩ đâu mà. Ông có nói hay không? Có nói không? Nói đi, ông nói đi. Chị không như bà nghĩ đâu. Chuyện này không như bà nghĩ. Chuyện này rất phức tạp. Ông còn ở đây giả ngu với tôi hả? Được, ông không nói có đúng hay không? Chúng ta đi xuống nhà, đi tìm bố tôi để ông phân xử, để bố tôi làm chủ cho tôi. Bảo bối, bà đừng. Đi ra. Bố ơi. Bảo bối, con không sống được nữa rồi. Bố ơi, con không sống được nữa. Con không còn mặt mũi nào để sống nữa. Sao vậy, bố? Tằng Thông Minh phản bội con. Có buồn nhí. Bây giờ có cả con riêng luôn rồi, bố ơi. Không có chuyện này đâu. Ông còn muốn ngụy biện nữa hả? Bố xem đi, đây là kết quả xét nghiệm DNA của bệnh viện. Tuy rằng trên này là tên giả, nhưng mà người nhận rõ ràng viết tên của Tằng Thông Minh. Bố, con thật sự. Bố vừa đưa cho ông ấy chút quyền lực, bây giờ ông ấy lăng nhăng bên ngoài. Nếu bố thật sự đưa toàn quyền cho ông ta, khéo ông ta còn đưa con hồ ly tinh kia về nhà mất. Không có đâu. Bố, theo như con thấy, bố thu hồi lại hết chức vị của anh ta đi, để anh ta ở nhà chờ chết, vĩnh viễn không dùng lên được. Ầm ĩ cái gì vậy? Vợ chồng hai đứa cãi nhau, sao có thể liên quan đến quyết sách của công ty được? Bảo bối à. Thông Minh, tôi hỏi anh, kết quả xét nghiệm DNA này rốt cuộc là sao? Tôi nói cho anh biết, nếu như anh đúng là đã làm gì có lỗi với Trình Anh, tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu. Bố hãy tin con. Con không có con riêng nào hết. Kết quả DNA này thực ra là... Ông bà, bố mẹ cũng ở đây nữa sao? Làm sao vậy? Chuyện đến hôm nay, con cũng không sợ mọi người cười chê con. Thực ra kết quả DNA này là của con và siêu quần. Trước đây luôn có mấy lời đồn đặt nói siêu quần không giống con, tính cách tính khí cũng khác nhau. Mấy lời này nghe nhiều rồi, trong lòng con đương nhiên cũng không thoải mái, cho nên con đã hoài nghi. Đồ chết tiệt, ông còn nghi ngờ sự trong sạch của tôi. Con xin lỗi. Đều tại con quá nghi ngờ. Con không nên như vậy à? Bởi vì A Anh vừa đánh vừa mắng con, không cho con sự tôn nghiêm của người làm chồng, cho nên con mới hoài nghi cô ấy. Vợ à, tha lỗi cho tôi đi. Xin lỗi mà. Được rồi. Bây giờ cũng coi như nắng lên sau mưa, cả nhà hòa thuận, vui vẻ với nhau tốt biết bao nhiêu. Vừa nãy đánh ông đau lắm hay sao? Không sao đâu. Trình Anh, nói thật thì con cũng phải bớt lại. Con cũng phải bớt lại đi, tự kiểm điểm lại bản thân mình. Nói thật, Thông Minh bây giờ dù ở nhà hay ở công ty đều biểu hiện rất tốt. Đối với con cũng ngoan ngoãn phục tùng. Con nghĩ xem con, từ sau khi con kết hôn, con có nấu cho nó một bữa cơm, giặt cho nó bộ quần áo nào chưa? Càng đừng nói đến con săn sóc và tôn trọng. Cũng chả trách bà Thông Minh nó suy nghĩ linh tinh, làm ra cái chuyện buồn cười như này. Trình Anh, cô thấy từ mai trở đi, cô đi theo dì Nhược Anh học làm sao để quản lý gia đình. Đừng có cả ngày ở bên ngoài đi mua đồ, tiêu tiền linh tinh. Cô đã tuổi này rồi, sắp 50 tuổi rồi, bây giờ học còn kịp không? Cuộc đời 70 mới bắt đầu đấy, bây giờ học một chút cũng không muộn.
Vợ à, bố uống rượu cho đỡ sợ đi. Con còn cười, chê bố con còn không đủ hèn nhát sao? Con đó cứ đợi đi, đợi mẹ con trị bố xong sẽ đến con và Đường Đường thôi. Cút sao của bố đâu? Nhất định là bị rơi lúc mẹ con đánh. Sớm biết đã không học con thời thượng rồi. Con trai, cúc áo này với còn lại một cái còn mặc được không? Cái này tặng bố, bản giới hạn đó. Hôm nay con mới dùng lần đầu. Vẫn là con trai thân thiết. Con trai nè, bố có chuyện này muốn hỏi con. Con nói, nếu như con và Trình Hy không có quan hệ huyết thống, con có còn kiên trì ở bên Đường Đường không? Bố, bây giờ bố hỏi con chuyện này làm gì? Có một bí mật bố suy nghĩ rất lâu rồi, cảm thấy vẫn nên nói cho con biết. Nhưng mà sau khi nghe xong, con nhất định phải thay bố giữ bí mật này. Liên quan đến Trình Hy hay sao? Bố nói cái gì cũng không giấu được con. Thực ra Trình Hy không phải là con gái của cậu Trình Thực con. Sao thế được chứ? Lúc đó bà nội khóc, từng câu từng chữ nói với con mà. Chuyện này nói ra rất dài. Khi đó ông bà nội con đưa về một bé gái, giao đến tay chúng ta không lâu thì mất. Lúc đó bố và mẹ tuy rằng không biết thân thế của bé gái này, nhưng sợ bị ông bà trách tội, cho nên đã đi nhờ khắp nơi tìm một bé gái đến thay thế. Bé gái này chính là Trình Hy của bây giờ. Nói như vậy, con và Trình Hy không có quan hệ máu mủ gì hết. Chính xác. Chuyện lớn như vậy, bố con gan lớn thế nào cũng không dám nói bừa. Nếu như con không tin, có thể đi xét nghiệm DNA của Trình Hy. Vậy sao bố không nói sớm cho con biết? Lúc đó bố thấy con vì thân thế của Trình Hy mà đau lòng khóc lóc. Tại sao bố lại không nói? Tại sao bố lại... Sư Quân, lúc đó bố không phải là không thương con, nhưng bố càng sợ. Nếu như ông bà biết con của cậu con đã mất, ông bà cứ nhất định sẽ rất đau lòng. Hơn nữa nếu như ông con trách tội xuống, vậy ba người nhà chúng ta còn đường sống hay không? Bố xin con, cho dù là bây giờ hay tương lai, con tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này cho bố. Siêu Quần à, chuyện quan trọng bây giờ là bảo vệ địa vị của Sơn Thủy. Đường Chính không những cướp Trình Hy đi, bây giờ lại được ông con trọng dụng. Bố thấy không chừng Đường Đường cũng là một quân cờ mà cậu ta sắp xếp bên cạnh con. Bố, đừng có lo bò trắng trăng nữa. Giả định là chuyện không tồn tại. Tình hình của Đường Chính còn rất rõ. Về Đường Đường, không ai hiểu rõ cô ấy hơn con. Siêu Quân, nhất định phải tìm cách tách Đường Đường và Siêu Quân ra. Bằng không địa vị của Sơn Thủy sớm muộn cũng bị Đường Chính cướp mất. Giang Sơn và họ Trình chỉ có thể là của Tằng Thông Minh này thôi.
ai vậy? Tâm Nhi, Tâm Nhi, đi ra ngoài. Tâm Nhi, cô không muốn nghe, cô không muốn nghe bố nói. Tâm Nhi, mấy ngày không gặp con, bố thực sự rất nhớ con. Bác đến đây làm gì? A Lực à, mọi người đều sắp là người một nhà rồi, cậu hạ cớ phải như này? Tôi thừa nhận, tôi thừa nhận, lần này là tôi làm hại Đường Chính. Nhưng bố có nỗi khổ tâm của bố. Khổ tâm, hại người mà còn nói khổ tâm gì? Tôi làm như vậy, ý định ban đầu không muốn làm hại Đường Chính. Tôi chỉ muốn kéo cậu ấy qua. Bước tiếp theo, tôi sẽ làm tiệm ăn Vạn Gia Hương mau chóng chuyển đổi thành chủ tiệm ăn. Tương lai tất cả tài sản của tôi không phải đều là của cậu và Điền Tâm hết hay sao? Cháu và Điền Tâm đã qua cái tuổi chơi gấu bông rồi. Bọn cháu không phải trẻ lên ba nữa rồi. Những điều mà tôi làm, mấy đứa chỉ nhìn thấy bề nổi mà thôi. Vậy sao? Bề mặt. Cháu hết lần này đến lần khác tin tưởng bác. Cháu đã từng tin tưởng bác như tin tưởng bố cháu. Nhưng còn bác thì sao? Bỏ thuốc, đánh anh cháu bị thương, vì hợp đồng, vì tiền giết khấu và hãm hại anh cháu. Tôi đã nói rồi, tôi hết cách làm như vậy là vì thu hút anh của cậu. Nếu không cậu nói đi, phải làm thế nào cậu mới tin tôi đây? Cháu muốn bác đến nhà cháu quỳ trước biển hiệu của Vạn Gia Hương nhận sai. Nếu không cháu về Điền Tâm vĩnh viễn không muốn gặp lại bác. Cậu càng ngày càng được voi đòi tiên rồi đấy. Cậu dựa vào đâu mà làm chủ thay cho Điền Tâm? Cậu tưởng rằng quan hệ bố con hơn 20 năm nay của tôi? Bố, đây cũng là quyết định của con. Cô không muốn nhìn thấy bố tiếp tục không từ thủ đoạn. Nếu như bố còn không thật lòng sửa đổi thì con mời bố ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Tâm Nhi, đi ra ngoài. Tâm Nhi, những lời hôm nay là hai đứa nói đấy. Hướng Đông, chúng ta đi thôi. Em cũng là vì muốn tốt cho bố mà thôi. Thực ra em cũng rất nhớ bố. Sao mình lại quên lấy quần áo rồi? Anh à, anh đi ra đi. Anh đi ra đây. Anh đợi em ở dưới lầu. Nhanh lên, nhanh lên. Nếu như con và Trình Hy không có quan hệ huyết thống, vậy con có còn kiên trì ở cùng với Đường Đường nữa không? Nếu như Trình Hy không phải em họ của mình, mình sẽ buông tay với cô ấy thật sao? Trong lòng mình bây giờ thật sự chỉ có một mình Đường Đường thôi sao? Xiao Xi,
Tiểu Hy, anh pha cho em cốc cà phê. Cảm ơn anh. À đúng rồi, anh vừa tìm em có chuyện gì hay sao? Không có. Anh chỉ muốn hỏi em có muốn ngồi ghé xe anh đi làm hay không thôi. Được. Vừa nãy em gọi điện cho Đường Chính, nhưng mà anh ấy đến công ty tăng ca từ sớm rồi, cho nên em không để anh ấy đến đón em. Anh à, nhờ anh đấy, em xin anh, đừng dùng công việc để chết người em yêu. Như vậy em gái anh mỗi ngày không có người bên cạnh, thật sự là rất thảm luôn đó. Rất thảm, rất thảm. Được rồi, nào, anh sẽ thông báo Đường Chính để cậu ấy không làm việc bán mạng như vậy nữa. Đi thôi. Sao vậy anh? Lớn như vậy rồi còn không nhớ thắt dây an toàn. An toàn là nhất. Anh à, sao lại lái xe đến đây vậy? Chỉ biết thương người yêu thôi, cũng không nghĩ xem anh trai của em cũng không phải siêu nhân, lâu lâu cũng phải nghỉ ngơi một chút. Em biết anh vất vả, nhưng mà chuyện của công ty, yên tâm đi, cách thời gian đi làm còn sớm. Đi cùng anh một lúc em không ấm ức đấy chứ. Vậy em miễn cưỡng đi cùng anh một lúc vậy. Bán bóng bay đây. Bóng bay đây, bóng bay đây. Bạn nhỏ mua bóng bay chơi đi. Chú ơi, cháu muốn quả bóng kia. Quả nào, quả này à? Được, được. Cháu muốn quả bóng màu vàng. Được, không thành vấn đề. Thích không, hay là mua một quả cho em? Đó đều là cho trẻ con chơi, không cần mua cho em. Bao nhiêu tiền một quả bóng bay? 5 tệ một quả. Anh ơi, anh không xếp hàng. Hôm nay anh đãi khách, tất cả bóng bay đều cho mấy đứa, nhưng để anh chọn một quả có được không? Được ạ. Anh tốt quá. Cháu muốn màu vàng. Được, màu vàng đi. Cảm ơn anh. Nào, đi thôi, đi dạo. Sáng sớm dậy đi dạo, hít thở không khí trong lành, con người sẽ có tinh thần hơn. Tiếp theo đó cả ngày làm việc, hiệu suất sẽ rất cao. Tiểu Hy, thật ra anh... Bóng bay của em. Tiểu Hy, thực ra anh... Alo. Bây giờ anh đang làm gì à? Bây giờ anh đang đưa một cô gái khác đi làm. Ai là cô gái khác vậy? Đưa cho em. Alo, Đường Đường. Chị Trình Hy đây. Không phải cô gái khác mà anh ấy nói đâu. Em đừng có hiểu lầm anh ấy nha. Em yên tâm đi. Được, tạm biệt. Nói linh tinh không à?
Cái gì? Trình Như Sơn bắt tôi rút khỏi tập đoàn Sơn Thủy. Điền Tổng, ông đừng có tức giận quá. Tôi thấy cậu ăn gan hùm mật gấu, dám thay Trình Như Sơn đến đây làm thuyết khách. Điền Tổng, tôi cũng là bị bố tôi kề dao vào cổ ép tôi đến đây. Nếu như các người ép tôi quá thì tôi sẽ vạch trần tất cả thân thế của Đường Chính đó. Điền Tổng, ông nói gì sao tôi nghe không hiểu? Đừng giả ngu nữa. Kết quả DNA ra rồi chứ? Có phải giống như tôi nói hay không? Nếu như tôi nói với Trình Như Sơn cậu giấu giếm đi làm xét nghiệm DNA nhưng lại không nói ra sự thật với ông ta, cậu thấy ông ta sẽ có phản ứng thế nào đây? Điền Tổng, ông không có lòng tốt đến thế chứ? Bây giờ bố tôi qua cầu đúc dáng với ông, người nhà họ Đường hại ông và con gái quay lưng với nhau, ông lại muốn thúc đẩy bọn họ nhận lại nhau. Đương nhiên rồi, nếu như ông thực sự có lòng tốt đến như vậy, tôi nhất định cũng không thoát được. Đến lúc đó nếu như bị đuổi ra khỏi Sơn Thủy, coi như tôi mai táng theo ông là được. Cho dù tôi té ngã như nào thì tôi cũng là con rể của Trình Như Sơn. Ông ấy có trừng phạt tôi thế nào, cuối cùng cũng không nhẫn tâm để cho con gái ông ấy thành quá phụ được. Ngược lại là ông đó, không thân chẳng quen gì với nhà họ Trình chúng tôi. Nếu như không có tôi tiếp tục làm nội ứng cho ông ở Sơn Thủy, giang sơn vất vả gầy dựng lên phải tặng không cho Đường Chính. Thông minh, Trình Như Sơn và Đường Chính đều là trở ngại của tôi. Lẽ nào không phải hòn đá ngáng đường của cậu hay sao? Ai là kẻ địch, ai là đồng minh, hai người chúng ta nên rõ nhất. Đúng vậy, bao nhiêu năm rồi Điền Tổng vẫn luôn chiếu cố tôi. Tôi rất cảm kích điều này, cho nên tôi mới đến khuyên ông nhịn một thời gian trời yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Không bằng ông mau chóng đồng ý với bố tôi tạm thời rút khỏi Sơn Thủy, đợi ông ấy trả lại chứng cứ chúng ta hãm hại Đường Chính rồi tính tiếp. Vậy ông ta đồng ý không truy cứu chuyện này rồi? Thì đương nhiên rồi, chuyện này nếu như lưu truyền ra ngoài cũng không phải chuyện gì tốt đâu đối với danh tiếng của Sơn Thủy. Điền Tổng, nói thật, bố tôi lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không được tốt. Chỉ cần chúng ta sống lâu hơn ông ấy thì tập đoàn Sơn Thủy lớn như này sớm muộn gì cũng là của chúng ta thôi. Được rồi, cậu về nói lại với Trình Như Sơn. Nếu như ông ta đưa toàn bộ chứng cứ cho tôi thì tôi đồng ý để lại hai thương hiệu Thiên Ngoại Thiên và Thiên Đường Nhân Gian cho ông ta, đồng thời rút khỏi tập đoàn Sơn Thủy vô điều kiện. Người thức thời mới là trang tuấn kiệt đấy Điền Tổng. Đợi đã, tôi còn có một điều kiện. Cậu phải giúp tôi lấy được số liệu và địa chỉ của tất cả chi nhánh Thiên Đường Nhân Gian. Điền Tổng, xét đến quan hệ hợp tác của chúng ta nhiều năm qua, tôi có một phần đại lễ muốn tặng ông đó. Đại lễ gì? Cái chết của Đường Đại Tiêu, bố của Đường Quán Trung, có liên quan đến bố tôi.
Đơn giản mà nói là bố tôi hại chết Đường Đại Tiêu. Ông nói xem, nếu như nhà họ Đường biết được chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào? Tổng giám đốc, đây là 50 chi nhánh mà chúng tôi chọn ra. Mời anh xem. Chúc Đường Chính tiếp theo đây thi đấu thuận lợi lấy giải quán quân, có thể viên mãn thành công. Nếu như chúng ta không phải anh em thì sao? Điền Tâm, em làm gì vậy? Sao anh lại biến thành như thế này? Cô đồng thời một lúc yêu cả hai người họ. Cô không muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi đối phó với nhà họ Đường. Cô cũng không muốn đổi thuốc của ông để ông bị tổn thương. Nhưng bố mẹ sợ bị ông bà trách tội nên đang thầm tìm một đứa bé bị bỏ rơi để thay thế. Thật ra em là 我相信